Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau thất bại của huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng các học trò tại Asian Cup năm 2023, một lần nữa cổ động viên Việt Nam đã yêu cầu huấn luyện viên Philippe Chuzier phải từ chức ngay lập tức. Không chỉ nhà cầm quân người Pháp bị người hâm mộ Việt Nam chỉ trích, mà VFF cũng bị phản ứng vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Theo giới mộ điệu, trước áp lực từ dư luận cũng như những thành tích bết bát gần đây, VFF nên xem xét các điểm tốt và chưa tốt về những gì huấn luyện viên Chuzier đã mang lại cho bóng đá Việt Nam. Qua đó, các ủy viên VFF nên biểu quyết chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Chuzier trước thời hạn. Việc chia tay nhà cầm quân người Pháp là một thất bại của VFF. Thường trực liên đoàn phải chịu trách nhiệm cho thất bại trong phương án sử dụng huấn luyện viên này. Theo các chuyên gia, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng kém. Ông Chuzier xáo trộn lung tung phá nát đội hình, không có một bộ khung chuẩn mực, không có một bài bản thứ tự gì cả. Không có lập trường vững vàng, thay đổi nhân sự theo cảm tính, không có sự tính toán, càng ngày càng tệ. VFF hãy sa thải ông Chuzier đi, càng sớm càng tốt. Việc chấm dứt hợp đồng sớm với huấn luyện viên Chuzier là để bóng đá Việt Nam hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2026 một cách tích cực hơn. Mặc dù vậy, VFF cũng đề nghị huấn luyện viên Philippe Chuzier cần sớm có báo cáo giải trình về thất bại của đội tuyển ở đợt thi đấu vừa qua, nhằm bàn bạc và tìm hướng thay đổi giúp đội tuyển Việt Nam sớm tìm lại mình. Theo một số nguồn tin, nhằm đáp trả lại áp lực dư luận và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, sau thất bại thảm hại tại Asian Cup năm 2023, ông Philippe Chuzier còn mỉa mai. Nếu cổ động viên Việt Nam thích mơ mộng, sao không mơ vô địch World Cup luôn? Huấn luyện viên Chuzier nói, tôi có thể làm gì đây khi tất cả người hâm mộ Việt Nam đang lên án tôi. Họ cần bình tĩnh lại và nhìn vào sự thực rằng chúng ta vẫn thua Indonesia và thua các đội đến từ bóng đá châu Á. Đừng quên trình độ của đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở sân chơi ao làng. Ai mà chẳng có ý kiến riêng của mình, tôi đang đại diện cho 99 triệu người và tất nhiên không phải ai cũng có cùng quan điểm với tôi. Sự kỳ vọng từ các cổ động viên Việt Nam không thực tế một chút nào. Nếu nó thực tế thì có thể tôi sẽ thử xem sao. Nhưng nếu cứ phàn nàn vì sao đội bóng không thắng được Indo ở Asian Cup vừa qua, thì có lẽ là chúng ta không ở chung một hành tinh rồi. Tôi thực sự bị sốc bởi sự khinh miệt của cổ động viên Việt Nam. Nếu người ta thích mơ mộng, sao không mơ mộng trước vô địch World Cup luôn đi? Có lẽ cổ động viên Việt Nam quên mất họ đang ở đâu. Nhưng cuộc sống là vậy, bóng đá là vậy. Tôi phải vượt qua thôi. Khi V-League vừa trở lại, câu chuyện chấn thương lại được dấy lên. Trong bóng đá, chấn thương là điều bình thường, nhưng khi xảy ra cùng lúc với số lượng lớn cầu thủ thì đó là điều đáng suy nghĩ, khi mà thực tế là cầu thủ Việt Nam không phải thi đấu quá nhiều trong năm qua. Cả năm số trận tối đa của một đội tuyển quốc gia chỉ khoảng 30 đến 35 trận, nằm dưới mức giới hạn cho phép về vận động của cơ thể của một cầu thủ chuyên nghiệp. Văn Lâm vừa bình phục để trở lại bắt chính thì lại dính chấn thương khi câu lạc bộ Bình Định thua chủ nhà Sông Lam Nghệ An 0-2 ở vòng 9 V-League mùa giải 2023-2024. Theo đó, ở phút 33, Lê Ngọc Bảo truyền về cho Đặng Văn Lâm, nhưng bóng đi nhẹ. Thủ môn sinh năm 1993 phải băng ra ngoài vòng cấm, rồi va chạm với tiền đạo Phan Xuân Đại bên phía Sông Lam Nghệ An, dẫn đến chấn thương chân phải. Văn Lâm được đội ngũ y tế Bình Định chăm sóc 3 phút, rồi rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Mạnh Cường. Văn Lâm mới trở lại sau chấn thương gặp phải trong trận Bình Định thắng Hải Phòng 1-0 ở vòng 8 ngày 27 tháng 12 năm 2023. Khi đó Văn Lâm bị đau ở chân phải trong lúc chạy lấy bóng, phải rời sân ở phút 61 bằng những bước chân tập tễnh. Do đó anh phải nghỉ hoàn toàn trong 3 tuần, nên lỡ Asian Cup năm 2023. Trong khi đó thì Quế Ngọc Hải một lần nữa tái phát chấn thương. Trung vệ này trước đó đã trở lại ở trận đấu giữa Bình Dương và Quảng Nam ở vòng 9 V-League 2023-2024 hôm 17 tháng 2. Quế Ngọc Hải được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tung vào sân ở phút 70 của trận đấu. Những tưởng là cầu thủ này đã hồi phục hoàn toàn thì anh lại có biểu hiện tái phát chấn thương. Sau khi trận đấu kết thúc, các bác sĩ cho biết chấn thương của trung vệ xứ Nghệ không nghiêm trọng nhưng vẫn phải nghỉ một thời gian để theo dõi. Trước mắt Ngọc Hải sẽ không thể tham dự trận đấu với Viettel ở vòng 10 V-League vào ngày 23 tháng 2. Anh sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị chấn thương trong vòng một tuần, sau đó trở lại câu lạc bộ Bình Dương để các bác sĩ đánh giá thêm về mức độ chấn thương. Sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải là mất mát lớn đối với Bình Dương khi mùa giải đang ở giai đoạn cuối lượt đi. Kể từ khi gia nhập đội bóng đất thủ, trung vệ sinh năm 1993 thường xuyên gặp chấn thương và mới chỉ ra sân 4 trận. Anh đá trọn vẹn 90 phút ở 3 trận gặp Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa và 20 phút ở trận gặp Quảng Nam.
Quế Ngọc Hải bị rách bắp đùi ở trận giao hữu giữa Việt Nam thua Trung Quốc 0-2 hôm 10 tháng 10 năm 2023. Kể từ đó, anh liên tục tái phát chấn thương, bỏ lỡ nhiều trận đấu của tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Bình Dương. Trung vệ xứ Nghệ đang tiếp tục phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục cho đợt tập trung tháng 3 của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Một trường hợp khác là Văn Toàn cũng vắng mặt trong chiến thắng trước Hải Phòng. Trước đó thì chân sút số 9 vẫn tập luyện bình thường cùng Nam Định. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã tiết lộ lý do khiến Văn Toàn không thể thi đấu. Ông cho biết, Văn Toàn dính chấn thương gót chân trong buổi tập làm quen sân trước trận. Cậu ấy là cầu thủ chủ chốt của đội. Chấn thương mà cậu ấy gặp phải khiến chúng tôi không khỏi lo lắng, nhưng may mắn là nó không quá nặng. Trong khi đó, trụ cột quan trọng ở tuyến giữa là tiền vệ Tuấn Anh dính phải chấn thương trong trận thua của LP Bank Hoàng Anh Gia Lai trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cụ thể, ở phút 71, tiền vệ người Thái Bình đã gặp phải một vấn đề khá nặng ở cổ chân và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho đồng đội khác. Chỉ một phút sau khi Tuấn Anh ra nghỉ, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai bị thủng lưới. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề mà Tuấn Anh mới gặp phải. Tuấn Anh không chỉ là quân bài quan trọng của Hoàng Anh Gia Lai mà còn là trò cưng của huấn luyện viên Chu Dê trên tuyển Việt Nam. Tiền vệ này được ông thầy người Pháp liên tục xếp đá cặp với Thái Sơn. Hoàng Đức là cầu thủ thứ 6 từng giành 2 quả bóng vàng Việt Nam trở lên. Trong lịch sử, sau trường hợp của Lê Công Vinh các năm 2006-2007, chưa có thêm cầu thủ nào đoạt quả bóng vàng 2 năm liên tiếp. Điều đó cho thấy việc duy trì phong độ khi đã lên tới đỉnh cao chưa bao giờ là đơn giản. Ở một nền bóng đá vốn dĩ cũng chưa có cầu thủ nào vượt trội phần còn lại về chuyên môn, ranh giới cạnh tranh càng mỏng hơn. Chưa kể trên vai chủ nhân quả bóng vàng là áp lực nặng nề của kỳ vọng. Trong hàng ngũ ngôi sao bóng đá Việt Nam đương đại, Hoàng Đức hiển nhiên là có tên. Tuy nhiên thời điểm tiền vệ 26 tuổi thực sự vươn mình mới diễn ra cách đây gần 3 năm, là vào tháng 6 năm 2021, khi anh được huấn luyện viên Park Hang-seo trao suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Sau 3 năm, Hoàng Đức đoạt 2 quả bóng vàng. Anh cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League, có tên trong đội hình tiêu biểu, là trụ cột của đội tuyển quốc gia cho đến trước tháng 11 năm 2023. Dù vậy, nhìn vào Hoàng Đức, có lẽ giới chuyên môn vẫn có cảm giác thiếu. Hoàng Đức hiện tại so với chính anh của 3 năm trước đã bứt phá hay chưa, hay chỉ đang tiến rất chậm? Quyết định loại Hoàng Đức của huấn luyện viên Chu Dê có thể gây bất bình, nhưng ông chẳng sai khi nói cầu thủ Việt Nam, trong đó có Hoàng Đức, cũng hay đấy. Song mới ở tầm Đông Nam Á thôi, còn ra châu Á thì chưa là gì cả. Sau những hoài nghi và áp lực mà chính người ngoài cũng cảm nhận rõ ràng ở Hoàng Đức, anh cần một sức bật. Hãy bản lĩnh vượt qua để tìm lối rẽ ở tuổi 26, khi những vinh quang gần như đã đủ đầy. Mọi danh hiệu cá nhân được xác định qua phiếu bầu luôn mang nặng cảm tính và dễ gây tranh cãi. Quả bóng vàng thế giới là minh chứng, và quả bóng vàng Việt Nam cũng như vậy. Danh hiệu cao quý mà Hoàng Đức giành được tạo dư luận trái chiều. Tiền vệ sinh năm 1998 đã chơi hay trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023. Anh in dấu giày vào 10 bàn thắng của câu lạc bộ Thể Công Viettel, đoạt huy chương đồng V-League, huy chương bạc cúp quốc gia, được bầu chọn là cầu thủ hay nhất V-League 2023. Tính riêng khoảng thời gian này, Hoàng Đức trội hơn Tuấn Hải. Dù vậy, cuộc đua quả bóng vàng Việt Nam dựa trên thành tích của cầu thủ trong cả năm 2023, hoặc ít nhất đến đầu tháng 12 năm 2023, thời điểm mà những lá phiếu bắt đầu được gửi về ban tổ chức. Mà trong 4 tháng cuối năm, Tuấn Hải đã bứt lên rất nhanh. Anh đá chính thường xuyên ở đội tuyển quốc gia, ghi 4 bàn ở AFC Champions League cho câu lạc bộ Hà Nội. Trong đó có những pha lập công rất giá trị vào lưới các đội mạnh. Tuấn Hải cũng là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất tháng với cú sút xa từ giữa sân vào lưới câu lạc bộ Bình Dương. Còn Hoàng Đức thì sao? Tiền vệ sinh năm 1998 bị huấn luyện viên Philippe Chuze gạt ra ở 2 trận của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 năm 2023. Ở câu lạc bộ, Hoàng Đức cũng kém nổi bật. Anh cùng câu lạc bộ Thể Công Viettel chìm sâu ở nhóm dưới với hàng công kém nhất giải, 6 bàn sau 9 trận. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thừa nhận Hoàng Đức sa sút thể lực và gặp vấn đề về tâm lý. Tất nhiên tranh cãi nào cũng sẽ sớm qua. Việc Hoàng Đức chơi hay hơn trong năm 2024 không khiến quả bóng vàng Việt Nam 2023 của anh bớt ý kiến trái chiều. Bởi lẽ danh hiệu này liên quan đến mùa giải 2023. Quá khứ đã ở lại phía sau. Hoàng Đức không thay đổi được. Song tiền vệ 26 tuổi cần chứng minh.
anh đủ bản lĩnh để vượt qua. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng là một trường hợp mà nếu có thể lấy lại phong độ cao nhất, chắc chắn huấn luyện viên Chu Dê sẽ có thêm nhiều phương án để giải quyết trận đấu. Những cú sút xa, những đường truyền quyết định của Hải Con ở thời kỳ đỉnh cao vẫn là cái gì đó rất khác biệt. Ngay trong trận ra mắt chính thức Công an Hà Nội, huấn luyện viên Kiatisak đã tạo dấu ấn đầu tiên, đó là việc trao băng đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải khi đội bóng ngành công an tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu kể trên, Hồ Tấn Tài có tên trong đội hình chính của Công an Hà Nội, nhưng huấn luyện viên Kiatisak đã quyết định trao tấm băng đội trưởng cho Quang Hải. Nếu không có gì bất ngờ, huấn luyện viên Kiatisak đã quyết định trao trọng trách cho tiền vệ mang áo số 19 đến hết mùa giải này. Và đây cũng chính là nguồn động lực lớn để cầu thủ sinh năm 1997 cố gắng hơn nữa trên hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.